Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại ngôi mộ sư ông Gò Mối có diễn ra một cái buổi lễ tổ chức kỷ niệm lần thứ 69 năm ngày sư ông Dương Tịch. Tiếp theo mời quý vị đồng đạo cùng với cô bác anh chị em cùng với chúng tôi theo dõi diễn biến của buổi lễ và lễ bái các ngôi Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quang cảnh ở ngôi mộ sư ông Gò Mối vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Lúc này khoảng 7 giờ sáng, hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày sư ông Viên Tịch. Ở đây là khu vực đãi bánh xèo. Đây là khu vực đãi sữa đậu nành. Dạ. Đây là khu vực đãi bánh mì. Đây là quang cảnh của ngày 23 tháng 3 năm 2023. Cô bác ở khắp mọi nơi trở về dự lễ giỗ lần thứ 69 năm ngày sư ông Dương Tịch. Và đây là ở nơi ngôi mộ của sư ông. Thank you.
Đây là khu vực đãi trà đường. Alo, mấy chiếc xe ở trước cổng chùa này có ai nữa vậy chung chính? Để đi hết coi. Mà quý vị nào mà chủ nhân mấy chiếc xe đậu trước cổng chùa thì bây giờ gắn đi chỗ khác đỡ. Nam mô ta bà giáo chủ cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là khu vực đại bánh mì vậy. Này mình ở đâu mà mình làm từ thiện anh? Nam mô ta bà giáo chủ từ thiện Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hậu Tăng Di Lặc Tôn Phật. Đây là khu vực đại bánh mì vậy. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Dòng lễ chứng minh của quyền Pháp Tổ trăm họ chứng minh. Hôm nay ngày 23 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão cũng là ngày quý trị của Đức Sư Ông. Chúng con hàng chư tăng ni và Phật tử trong các ngôi tam bảo thầy tổ hàng năm về đây để thiết lễ dâng hương đăng hoa quả, cúng dường tam bảo mười phương và mở khóa kinh tụng niệm cầu xin cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, bá gia bá tánh an cư lạc nghiệp, tất cả thiện nam tín nữ xa gần trong nước ngoài nước cầu xin giúp nạn khổ đau tai qua nạn khổ tật bệnh tiêu trừ, sớm mau giảng hồi được sự tấn hóa bình an lâu dài. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam bền vững an nhiên, Phật pháp trường tồn, các ngôi tam bảo thầy tổ, nhất là chư tôn đức tăng ni đại diện cho các ngôi tam bảo pháp thể chúng ta, chúng sanh vị độ và hoằng quả độ sinh đến ngày đạo quả viên thành. Và con cầu xin cho tất cả thiện nam tín nữ xa gần trên các ngôi tam bảo hàng năm mở lòng tri ân báo ân đến thành tổ đã về nơi đây để tâm người của, cũng cầu xin phước báo an lành đến gia đình gia đạo bình an khánh quán, cha mẹ hiển tiền được tăng phúc tăng thọ và đời sống được đầy đủ nhân duyên để lập công bồi đức tôn văn học Phật đắc thành tâm phúc nguyện. Và chúng con cũng thành tâm tri ân đức Phật tôn sư từ phụ, các vị tiền bối siêu phàm hoàn hóa độ sinh của dân độ thế, cầu xin quý ngài có lắm Phật quốc thành quả vị bồ đề hay quả niết bàn, đại viên của hiện tiền tăng ni và các vị nam tín nữ có lòng thành yêu như Phật pháp, cầu xin được chọn lòng công đức. Và chúng con cũng thành tâm tri ân đến cô hiền các tổ trong họ nội ngoại sư kề nhiều đời quá giảng, tất cả hương linh của chạy dân đồng bào tử nạn Phật lội vô hồn qua gia chế trụ các đơn giàu qua được có tam bảo chỉ quá là cảnh giảng sanh đây vô cùng hương định hương huệ hương giải tốt giải tốt chi kiến hơn mỗi được thần hương có đến Phật hương tạ thiên tạ địa tạ quốc vương phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ phụ mẫu quán thứ tát ma tát. Đây là khu vực đãi trà đường. Đây là khu vực cấp thuốc quý vị. Đây là khu vực đãi cơm tự chọn.
đậu bánh xèo. Đây là khu vực ở trong bếp quý vị. Tất cả cô bác đều rất khẩn trương làm các công việc từ thiện với gương mặt rất là vui vẻ. Bà hai cho con hỏi cái này mình làm cái gì bà hai? Làm thịt heo chú. Thịt heo? Dạ. Dạ. Bà hai ở đâu mình đi đến đây làm từ thiện bà hai? Long Phú, dạ dạ. An Giang mình nè. Dạ dạ. Dạ chúc bà hai được nhiều sức khỏe bà hai. Cảm ơn. Dạ dạ. Cho nên là hàng nghìn cô bác từ khắp mọi nơi đổ xô về ngôi mộ của sư ông để cúng bái sư ông. Và đây là quang cảnh ở nhà đãi ăn quý vị. Đây là nhà lưới của sư ông. Nơi đây có ba ngôi thờ. Ngôi thờ thứ nhất là thờ 12 ông bản lưới của sư ông. Ngôi thờ giữa là thờ Đức Thánh Tổ. Và ngôi thờ trên hết là thờ Phật Tổ, Phật Thầy, Đức Giáo Tổ, Bửu Sơn Kỳ Hương. Đây là dây lưới của sư Hồng. Vực tổ từ thiện bánh xèo. Đây là khu vực đãi bánh xèo quý vị. Và đây là các cái bếp đổ bánh xèo. Nè chú. Chào Cưng.
vực cho kiểm quý vị. À, đây là khu vực đãi bánh canh quý vị. Ông Thợ ơi, ông Thợ cười lên cái coi. Sáng nào có tết làm? Sáng nào có tết hả? Tôi chiều nay có tết. Bệnh tới sớm không? Tới sớm lắm. Vậy hả? Đâu có biết bữa nay mình tới đây đâu. Rồi ta tới trước chúng ta cũng xin nhắc lại là quý vị làm lễ xong rồi đó, nếu có người tâm xin bước ra phía bên này một chút tới cửa nè, quý vị người tâm chú ăn với chúng ta. Anh em cứ giải cứ dọn ở phía ngoài đó cho cô bác mình mừng. Dạ bác đối chức cũng xin thông báo về quý vị ơi, mình là giữ về xem chung. Khi mà mình nhận khẩu rồi đó, mình lau chùi rồi khăn giấy rồi đó, tự là giữ gìn ra chỗ cái thùng rác mình bỏ, hoặc là uống nguyên trà đá đường. Mình cũng như vậy là mất vệ sinh về thẩm mỹ đó. Rồi bác đối chức cũng xin yêu cầu quý vị thông cảm cho. Mình cũng thăm rồi đến cái vườn cam như làm thuốc ra phía bên ngoài, cái cửa